Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn PS. Và trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về chọn bộ từng bước một để mình có thể bán hàng được ở trên Clickbank. Thì trong thời gian vừa qua thì tôi đã quay được một vài những cái video để chúng ta có thể bắt đầu với Clickbank như thế nào. Không, và liệu rằng Clickbank trong năm 2019 thì nó còn kiếm được tiền nhiều hay không? Và trong lần trước tôi đã chia sẻ rất là nhiều những cái chủ đề, những case study rất thành công. Ví dụ như là một cậu bé mà chưa đầy 20 tuổi thì cậu ta đã kiếm được là trên 10.000 đô la một tháng thu nhập từ Clickbank ra làm sao. Đó, và cậu ta đã dùng những kênh nào. Hoặc là một người bạn của tôi khoảng 23 tuổi thôi, nhưng các bạn có thể kiếm được là trên 15.000 đô la một tháng thu nhập từ Clickbank, đó trên 300 triệu đúng không nào? Hoặc là một người chị của tôi thì tôi hôm bữa tôi có chia sẻ đó. Làm như thế nào đó là trước đây chị chưa bao giờ biết về internet marketing, chưa biết về Clickbank bao giờ hết, nhưng chị vẫn có thể kiếm được một số tiền mỗi tháng là trên 2.000 đô. Đó, thì đây là một số những câu chuyện có thật mà tôi được minh chứng, và tôi đã phỏng vấn những cái người mà họ đã làm được ra kết quả rồi. Thì trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước một để làm sao đó chúng ta có thể bán hàng được trên Clickbank. Và cái câu hỏi đây rằng là Clickbank là gì, thì trong video này thì tôi cho các bạn đã nhìn thấy được một vài những cái điều mà chúng ta có thể bắt đầu được với nó đúng không nào. Thì trước đây khi mà tôi mới bắt đầu với cái công việc là làm về internet marketing thì tôi cứ nghĩ rằng là Clickbank nó sẽ là một cái trang và mình click vào một cái ngân hàng ở đó. Hoặc là về sau này thì chúng ta nghe tới tiền điện tử, tiền coin đúng không nào, thì thực sự ở đây không phải. Và ban đầu thì tôi cũng có những câu hỏi giống như vậy, nhưng khi mà tôi tìm hiểu sâu hơn Clickbank thì tôi biết được rằng ở đây là một cái kênh và nó giống như kiểu Unica hay Demon ở tại Việt Nam đó các bạn, nhưng ở trên thị trường quốc tế, trên thế giới thì cái thị trường nó lớn hơn rất nhiều. Và không phải là chúng ta chỉ bán sản phẩm cho người Việt không, mà chúng ta có thể bán được sản phẩm này cho những cái người nước ngoài, cho những người mà trên toàn thế giới với hàng trăm cái lĩnh vực, cái ngách khác nhau, và chúng ta có thể kiếm được tiền đô tại nước ngoài. Và cái thị trường nó lớn hơn rất nhiều, các bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Và trong những video trước đây á của Sơn PS á, thì tôi cũng đã từng giúp được cho rất nhiều người mà họ có thể kiếm được những số tiền lớn từ 500 đô tới 1.000 đô một tháng từ những chiếc điện thoại smartphone, hay là làm sao đó chúng ta có thể xây dựng được thu nhập hoàn toàn thụ động ở trên kênh YouTube đúng không nào. Thì nếu như bạn quan tâm về những chủ đề đó thì có thể tìm trên kênh YouTube của tôi, đó là Sơn PS, ok không nào. Đó, thì bây giờ thì tôi chia sẻ cho các bạn một vài cái điều rất thú vị về Clickbank như sau. Ok, và như các bạn đang nhìn thấy là thì đây trên màn hình của tôi đây là một cái giao diện của Clickbank. Và khi mà tôi vào cái phần là Marketplace, đây là một cái chợ ở trên Clickbank, và nó giống như trên Unica hay Domon thì nó có rất là nhiều những cái khóa học. Tuy nhiên rằng ở đây chúng ta có thể bán được cho thị trường ở trên toàn cầu, và những sản phẩm của nó thì nó đa dạng và phong phú hơn rất là nhiều, và hơn thế nữa là chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền lợi nhuận hơn. Đó, thì bạn có thể nhìn thấy được rằng ở đây nó có rất là nhiều những cái ngách sản phẩm khác nhau. Tại Clickbank ấy, khi mà chúng ta làm marketing cho những cái sản phẩm của họ đó, thì nếu ví dụ như bạn tưởng tượng đi, chúng ta bán một sản phẩm về mỹ phẩm hay là một cái sản phẩm vật lý đúng không nào, thì chúng ta cùng lắm chúng ta sẽ được khoảng 20 tới 30% hoa hồng thôi. Tuy nhiên đây là sản phẩm số, sản phẩm Clickbank là sản phẩm số, sản phẩm khóa học. Thì chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền lợi nhuận hơn từ trên Clickbank đó, mà đôi khi chúng ta lại không có biết điều này đúng không. Cái số tiền mà chúng ta có thể nhận được từ họ nó lên tới 70 cho tới 100%. Bởi vì họ kinh doanh họ rất thông minh, họ sẽ không có chỉ bán một sản phẩm duy nhất, mà trong cái quá trình mà chúng ta giúp cho họ bán được sản phẩm thì họ sẽ còn nó bán được rất là nhiều những cái sản phẩm đằng sau này nữa. Và đó là sản phẩm thứ hai, sản phẩm thứ ba, thì về sau họ sẽ kiếm được cái lợi nhuận rất là cao. Đó, và trong cái sản phẩm đây thì chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cái ngách này. Đó, ví dụ là về nghệ thuật này. Đó, ở trong cái ngách nghệ thuật thôi chúng ta lại sẽ thấy được rất là nhiều cái ngách khác nữa, ví dụ là về về body art, về dance, về fashion, về phim television, hay là những cái sản phẩm đó, nó liên quan với về business, kinh doanh và đầu tư. Đó, thì trong cái phần kinh doanh và đầu tư này thì nó có rất là nhiều cái ngách khác nhau để chúng ta có thể lựa chọn chúng ta kinh doanh được với nó. Đó, hay là sản phẩm về máy tính, về internet. Đó, và đây là một vài trong những sản phẩm mà rất là hot này, ví dụ là sản phẩm về nấu ăn. Đó, và về nấu ăn làm sao đó. Đó, thì sẽ có rất là nhiều người họ sẽ có vấn đề và họ không biết cách làm sao để nấu ăn đúng không nào, họ sẽ không biết cách làm sao để làm được một cái thực đơn. Thì giả sử đi,
tôi lựa chọn một cái chủ đề nào đó nó về health và fitness chẳng hạn. Thì bây giờ tôi sẽ trong cái chủ đề này thì tôi sẽ lựa chọn đó là chủ đề là ăn kiêng và giảm cân. Thì khi mà chúng ta vào trong cái mục ở phần này á thì chúng ta sẽ đọc được rất là nhiều những cái thông số khác nhau. Đó, và trong cái công việc này á, thì nó có một cái điều rất tuyệt vời. Thì thay vì chúng ta phải tạo ra một trang bán hàng, chúng ta phải đi gặp gỡ khách hàng, chúng ta phải gặp khách hàng lạnh, chúng ta phải thiết lập những cuộc điện gọi thu gọi điện thoại, chúng ta phải tạo ra sản phẩm, thì trong cái công việc này thì dường như chúng ta không cần phải làm những điều này. Đó, bạn sẽ nhìn thấy rằng là trong cái phần này nó có một cái mục rất là hay. Đây là cái trang bán hàng của họ, được chưa? Flat belly fix, đó là mình giảm cái vòng eo, được chưa? Đó, thì đây là một cái trang bán hàng của họ, tôi lấy ví dụ như vậy. Còn họ sẽ có một cái trang hỗ trợ cho mình nữa. Thay vì mình cần phải ngồi mình nghĩ ra hết tất cả mọi thứ về trang bán hàng như thế nào, về hình để quảng cáo làm sao, về viết email để quảng bá sản phẩm, hay là những cái sản phẩm miễn phí đầu phễu, làm những cái gì, thì bây giờ là trong này nó có hết rồi các bạn. Thay vì chúng ta còn phải ngồi nghĩ cái điều này thì họ có một cái trang hỗ trợ, trang bán hàng đây. Họ sẽ hỗ trợ cho những người làm affiliate, những người làm về marketing để giúp cho chúng ta có khả năng bán được sản phẩm dễ hơn. Tôi lấy ví dụ như những cái sản phẩm mà tôi bắt đầu với các bạn thì dường như là về landing page này, về email này, về những cái trang bán hàng thì họ đã có sẵn hết rồi. Cái việc của chúng ta đơn giản một việc á, là chúng ta chỉ cần làm sao đó chúng ta truyền thông, quảng bá cái sản phẩm của họ cho tới tay cái người mà có nhu cầu. Thì khi mà họ chỉ cần bấm cái đường link đó thôi thì cái người mà tạo ra sản phẩm này họ rất thông minh, họ có thể gửi email cho họ tuần tự theo từng ngày một, từng ngày một, từng ngày một, và đến khi nào mà nó chuyển đổi để mua hàng thì thôi. Thì giả sử đi, cái sản phẩm này nó có giá trị là 38 đô đang được bán ở trên Clickbank, thì nếu như bây giờ chúng ta bán được cái sản phẩm này, chúng ta promote được sản phẩm này thì chúng ta sẽ được hoa hồng á là 38 đô 45, giống như vậy luôn các bạn. Nên là đây là dường như chúng ta được là 100% cái lợi nhuận từ cái sản phẩm chúng ta bán được rồi. Và bên cạnh đó, nếu như mà chúng ta giúp cho họ, nếu như mà họ bán được sản phẩm thứ hai, sản phẩm thứ ba thông qua cái đường link á, mà chúng ta đã gửi cho họ khi mà họ mua sản phẩm thứ nhất á, thì chúng ta lại có thêm một cái thu nhập nữa là sản phẩm, thu nhập từ upsell, nó bán thêm, rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Đó, nên á, trong những video sắp tới thì tôi chia sẻ cho các bạn chi tiết hơn cách làm sao đó chúng ta có thể thành công được với Clickbank. Và bên cạnh đó thì tôi cũng làm được một cái hành trình làm sao đó từ zero cho tới 1.000 đô la một ngày, khi mà chúng ta làm với Clickbank như thế nào. Và tôi sẽ từng bước một tôi sẽ review cho từng tuần một cái quá trình mà tôi triển khai, nó có hiệu quả hay không, hiệu quả kênh nào thì hiệu quả, kênh nào chưa hiệu quả, hay là tuần tới cái kế hoạch tuần tới thì tôi sẽ làm cái điều gì, và tôi sẽ liên tục tôi sẽ duy trì cái điều này, từ cái hành trình đó, từ con số 0 tròn chính cho đến cách mà làm sao đó có thể kiếm được 1.000 đô la thu nhập một ngày đó, để cho các bạn có thể theo dõi theo tại cái kênh YouTube là Sơn PS của tôi. Đó, rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn điều này. Đây thì các bạn nó có thể nhìn thấy được rằng đây là kênh YouTube của tôi là Sơn PS. Tới thì hiện tại tôi đang quay video là 86.000 là đăng ký rồi. Thì các bạn hãy giúp tôi đăng ký kênh YouTube này đó, để nó nhanh chóng nó đạt được 100.000 lượt đăng ký đó, và bấm vào hình quả chuông nha các bạn. Thì trong cái phần này thì tôi có một cái danh sách đó, đó là những cái video mà tôi đã quay sẵn có sẵn rồi. Thì nếu như bạn nó muốn nhận nó đó thì các bạn có thể vào trong cái phần là kênh YouTube của Sơn PS đó, để bạn đăng ký và xem nó được chưa nào. Thì tôi chia sẻ rất là chi tiết, rất là kỹ từng bước một đó, và tôi sẽ liên tục cập nhật thêm những video mới này để cho các bạn nhận và các bạn có thể học và cùng làm theo và ra cái kết quả, ok không nào? Và tiếp theo đây là kênh Nhật ký triệu đô này. Nếu như bạn nó quan tâm thì có thể follow theo, và tôi đã từng quay rất là nhiều những cái chủ đề hướng dẫn kiếm tiền, make money online làm sao đó. Ok. Và chúng ta quay trở lại với màn hình giao diện ở đây, thì tôi cũng sẽ tặng cho bạn cái khóa học kiếm tiền Clickbank hoàn toàn miễn phí. Và đây là cái bộ video mà nếu như mà tính ra bên ngoài kia thì tôi sẽ dạy cái bộ video này và tôi sẽ thu rất là nhiều tiền ở bên ngoài. Tuy nhiên rằng là cái mong muốn của tôi, khát khao của tôi đó là giúp được cho nhiều người Việt nó có thể ngồi tại nhà có thể kiếm được tiền Mỹ, và những cái hình thức làm sao đó có thể uy tín, an toàn và giúp được cho nhiều người có thể kiếm được tiền hơn. Đó, và nếu như bạn muốn nhận cái bộ video này thì bạn có thể bấm vào đường link mô tả phía bên dưới video. Đó, thì tôi có để lại cái đường link ở đó thì bạn có thể đăng ký và nhận cái thông tin đó, và sẽ nhận được cái bộ video mà tôi sẽ gửi cho bạn tuần tự, và bên cạnh đó là những cái bài học mới mỗi ngày. Rồi,
Thì có nhiều người hỏi tôi một vài những câu hỏi như sau, thì tranh thủ đây có cái video này thì tôi cũng tổng hợp một vài những cái câu trả lời cho bạn. Thì trong cái công việc tại Clickbank này thì cái độ khó nó có như thế nào? Thì nếu như mà tôi đánh giá thì nó sẽ là độ khó rất cao, đó, độ khó cao đó, và nó sẽ phù hợp cho những người nào mà trên 25 tuổi trở lên. Dĩ nhiên rằng nếu như bạn nhỏ tuổi hơn 25 tuổi thì bạn có thể làm những cái hình thức nó đơn giản hơn. Giả sử như là mình làm rút gọn link cũng có thể kiếm được có một vài trăm đô một tháng, hay là mình có thể làm bằng kiếm tiền bằng điện thoại smartphone mà tôi đã từng chia sẻ cách đây một vài năm đó, thì bạn cũng có thể kiếm được khoảng 500 tới 1.000 đô la một tháng. Hay là bạn có thể nghiên cứu về kiếm tiền trên YouTube chẳng hạn, được chưa? Nhưng cái hình thức về Clickbank thì cái độ khó nó tương đối cao và cái chi phí khởi động là khoảng 500 đô trở lên. Tôi dĩ nhiên rằng các bạn hoàn toàn có thể là không có bỏ tiền ra để mình bắt đầu, thì mình sẽ bắt đầu với cả những cái dạng miễn phí. Tuy nhiên rằng nếu mà chúng ta làm như vậy thì cái thời gian mà chúng ta thành công nó rất là lâu. Dĩ nhiên nó vẫn được, được không nào? Thì trong những video sắp tới tôi sẽ chia sẻ cho các bạn từng bước một, đó là ngay cả khi bạn có tiền đầu tư hay là không có tiền đầu tư thì bạn vẫn hoàn toàn có thể thành công được với nó. Quan trọng là do thời gian mà bạn muốn để bạn thành công được với nó là bao nhiêu lâu thôi. Rồi, tiếp theo này, nếu như bây giờ chúng ta làm như vậy á thì cái khung thời gian để chúng ta tạo ra cái thành quả và cái kết quả mà chúng ta mong muốn đâu đó khoảng 3 tháng. Thời gian đầu chúng ta cần phải xác định rằng là chúng ta cần phải học tập nó, chúng ta phải làm quen được với nó, chúng ta phải biết được thị trường. Nhưng đây là một cái công việc nó sẽ tạo cho bạn đó là cái thu nhập hoàn toàn thụ động. Đến khi mà bạn xây dựng được một cái hệ thống, cái system rồi, thì khi mà khách hàng người ta vào tự người ta mua, chúng ta nhận được tiền từ nước ngoài đổ về Việt Nam, thì những cái video sau này tôi chia sẻ cho các bạn kỹ hơn, chi tiết hơn, chúng ta sẽ vận hành như thế nào, làm sao để chúng ta kiếm tiền được trên thế giới. Và cái tiềm năng của cái công việc này á, nó hoàn toàn có thể giúp cho bạn nó tạo ra 1 triệu đô la một năm. Và cái câu chuyện này hoàn toàn là có thật nha các bạn. Tôi có đọc một cái câu chuyện đó của một cái anh chàng á, đây là một cái chủ của một cái trung tâm fitness, trung tâm thể dục thể thao thể hình á, thì anh ta có làm ra một cái trung tâm như vậy, nhưng trong quá trình anh ấy thành lập ra thì lại không có đông khách lắm. Và từ năm 2015 anh bắt đầu anh nghiên cứu về marketing, về kiếm tiền online MMO, thì anh ấy mới biết được rằng á, là Clickbank là nó hay quá. Anh ấy nghiên cứu và tới điểm hiện tại á là anh đã tạo được 1 triệu đô la một tháng các bạn, 1 triệu đô la một tháng. Và anh này là một trong những cái người mà đứng top 1 ở Clickbank, rất tuyệt vời đúng không nào? Được chưa? Rồi. Thì một vài cái câu hỏi thường gặp ở đây để tôi sẽ trả lời cho các bạn luôn. Thì hãy nán lại để coi cái video này của tôi. Và ví dụ như là tôi không biết cái tiếng Anh á thì mình có làm được hay không? Đó, thì thực sự mà nói cho các bạn biết được rằng thì tôi vốn là một người cũng không quá giỏi về tiếng Anh. Cái kỹ năng mà tôi đơn giản nhất mà tôi hay dùng đó là Google dịch, dịch liên tục từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Thì bạn hãy yên tâm rằng đó là ngay cả bản thân tôi không biết về tiếng Anh thì tôi vẫn có thể làm được với công việc tại Clickbank này, nên bạn hãy hoàn toàn yên tâm điều này, ok chưa nào? Điều tiếp theo này là tôi thì chưa có cái kinh kinh nghiệm về Clickbank, hoặc là tôi có thể là kinh doanh Clickbank nếu như mà tôi ở Việt Nam hay không. Thì nhiều người hay lo rằng là Clickbank thì cái tài khoản nó không tạo được ở Việt Nam, nhưng thực sự nếu như mà chúng ta làm được đúng cách thì chúng ta vẫn có thể tạo được tại tài khoản tại Việt Nam mà thôi. Thì trong video tới thì tôi có chia sẻ cho các bạn nó về cách làm sao chúng ta có thể tạo được cái tài khoản Clickbank tại Việt Nam và chúng ta có thể kinh doanh được với nó, được chưa nào? Chúng ta tạo được nha các bạn. Rồi, thu nhập từ Clickbank là bao nhiêu? Thì câu hỏi này thì tôi mới nói cho các bạn rằng nó là không hạn chế, và rất là nhiều người họ đã làm được thành công, có cái kết quả rồi. Và cách đây 1-2 năm thì tôi cứ nghĩ rằng là Clickbank đã chết và không có thể kiếm tiền được với nó. Tuy nhiên rằng là về sau này tôi đã bỡ ngỡ khi mà tôi gặp được một vài người bạn của tôi, họ mới bắt đầu với công việc này, họ làm và họ ra được cái thành quả rất cao. Và sau đó tôi mới dành thời gian để tôi nghiêm túc, tôi dành thời gian là tôi nghiên cứu về nó sâu hơn về Clickbank. Thì bây giờ tôi muốn nói cho các bạn biết được rằng thu nhập từ Clickbank nó là không giới hạn. Có những người mà 19 tuổi, 20 tuổi, 23 tuổi họ vẫn có thể kiếm được 10.000 đô la thu nhập một tháng. Tôi muốn nhấn mạnh rằng là 10.000 đô la phải là trên 200 triệu một tháng đó các bạn. Thì quan trọng rằng là các bạn muốn gì thôi, mục tiêu của bạn ra làm sao, bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền, đó là do cái bạn mong muốn được rằng cái điều đó nó có thể trở thành hiện thực, được chưa? Và Clickbank thì tới điểm hiện tại có bị bão hòa hay không? Và thực sự ở đây chính xác là cái câu hỏi mà tôi đã từng đặt ra với bản thân mình khi mà tôi mới bắt đầu với Clickbank. Và tôi nghĩ rằng là cái công việc này thì nó có quá lâu rồi, Clickbank thì có quá lâu rồi, cũng chả có gì mới nữa không. Và không biết rằng là nếu như bây giờ mình bắt đầu làm thì mình có bị cạnh tranh không,
đó, mình có bị bão hòa hay không. Nhưng tôi chỉ biết được rằng là những người người ta mới bắt đầu cho năm 2019 gần đây, và tôi đã từng chứng kiến rằng họ vẫn có thể kiếm được vài nghìn đô la thu nhập một tháng, và trước đó thì họ chưa bao giờ họ biết về Clickbank. Mà đây trong khi đó đó là một vài những người Việt Nam, các bạn không có giỏi tiếng Anh, không có giỏi về những cái bản xứ, không có biết gì hết á, thì họ vẫn có thể thành công được. Nên tôi rất tự tin rằng là Clickbank thì vẫn chưa bão hòa, và chúng ta hoàn toàn có thể làm được với nó trong vài năm tới, nên bạn hãy yên tâm điều này, được chưa nào? Rồi nếu như mà mình không có vốn thì mình có làm được không? Thì trên cái câu hỏi này thì vừa nãy tôi cũng đã trả lời, tức là chúng ta hoàn toàn có thể là nếu như có vốn á, khoảng 500 đô á, thì chúng ta sẽ bắt đầu nó nhanh hơn. Ví dụ như chúng ta sẽ sử dụng một vài cái paid traffic, chúng ta trả quảng cáo, thì tôi chỉ cho các bạn những kỹ năng này làm sao các bạn có thể đầu tư ít nhất để bạn đã tạo được cái thu nhập cao nhất, hiệu quả cao nhất, bởi vì tôi đã làm thực tế rồi. Nhưng nếu như bây giờ bạn không có vốn hoặc là rất ít vốn thì câu trả lời rằng bạn vẫn có thể làm được thành công với Clickbank nếu như mà chúng ta không có vốn hay là ít vốn, được chưa? Thì chúng ta sẽ có hai dạng, đó là free traffic và là paid traffic. Thì trong video trước đó, tôi đã chia sẻ với các bạn điều này rồi. Rồi nếu như bây giờ mình không có thời gian đó, thì 2 3 tiếng một ngày thì có làm được không? Thực sự một tiếng một ngày bạn vẫn có thể làm được thành công đó. Và bây giờ tôi có thể cụ thể hóa nó thành được checklist từng công việc mỗi ngày đó, mỗi ngày làm công việc gì, tuần đầu tiên làm công việc gì, tuần thứ hai làm công việc gì, thì tôi đều checklist ra được thành văn bản được cho các bạn, được chưa đó. Và bạn sẽ biết được rằng hôm nay bạn có làm gì, từng bước một ra làm sao chúng ta bắt đầu được với nó, thì không cần nhất thiết phải 2 3 tiếng một ngày đâu. Bạn có thể là 1 tiếng một ngày bạn vẫn có thể làm thành công được với công việc kinh doanh này. Nhưng chúng ta phải xác định rằng chúng ta đầu tư với nó khoảng thời gian dài hạn, khoảng 3 tháng, 6 tháng. Khi mà chúng ta có cái thành tựu kết quả rồi á, thì đây chính xác là một cái nguồn thu nhập thụ động cho mình. Và nó tạo ra cho các bạn, nó là ngay cả khi bạn đang ngủ cơ mà, thì bạn vẫn có thể kiếm được tiền. Cái hệ thống nó vẫn tự chạy. Và cái này nha, tôi muốn nhấn mạnh rằng các bạn không cần phải đi giới thiệu ai để làm công việc này hết. Bạn cũng không phải đầu tư tài chính, đầu tư tiền vào đây. Không, và đây chính xác là một công việc kinh doanh thực tiễn, rất là thực tiễn, không, và nó không phải là công việc có được tiền ngay, nhưng nó sẽ là cái công việc đó, là nó sẽ tạo được cho bạn cái dòng tiền đều đặn mỗi tháng nếu như khi mà bạn đã có cái hệ thống rồi. Ok, được chưa? Rồi tiếp theo này, yêu cầu về cái kiến thức và cái kỹ năng để tham gia bán hàng trên Clickbank là gì, thì cái câu trả lời ở đây đó, đó chính là thực sự rằng nếu như bạn học ở bên ngoài kia thì có thể là bạn sẽ tốn hàng chục triệu, thậm chí là vài chục triệu. Nếu như bây giờ bạn học ở một cái diễn giả quốc tế như một ai đó bên ngoài, tôi cũng sẽ không nói tên, thì các bạn có thể tốn được vài chục triệu bay ra nước ngoài, chi phí ăn ở khách sạn, rất là nhiều tiền. Tuy nhiên rằng là thì tại Việt Nam thì tôi cũng đang chia sẻ những điều này, miễn phí cũng có, trả phí cũng có. Bạn có thể nâng cấp vào để bạn tham dự vào một cái chương trình nào chuyên sâu hơn của tôi, hoặc là bạn có thể học miễn phí nếu như bạn chưa có tài chính, thì thế nào cũng được cả. Và khi mà bạn học cái này thì kiến thức và kỹ năng đó là một phần thôi, nhưng tôi tin chắc rằng cái đó nó không quan trọng bằng cái thái độ. Và thứ hai đó là cái mong muốn của bạn, tại sao bạn lại muốn làm công việc này, tại sao bạn lại muốn làm cái Clickbank, được chưa nào? Thì bạn hãy theo dõi những cái video của tôi trên kênh YouTube là Sơn PS, và tôi chia sẻ cho các bạn những cái điều này tất tần tật, tuốt tuột về hướng dẫn kiếm tiền Clickbank, làm sao đó bạn có thể tạo được khoảng 2.500 đô một tháng thu nhập, và đây là điều hoàn toàn bạn có thể làm được. Rồi thì đây là một vài những cái câu hỏi mà khi mà chúng ta mới bắt đầu với Clickbank đó, và tôi tin chắc rằng là qua cái video này thì tôi cũng cung cấp cho bạn một vài cái thông tin để chúng ta có thể dễ dàng bắt đầu hơn được với nó. Đừng quên nếu như bạn đã mong muốn được nhận những video quà tặng của tôi thì bạn có thể bấm vào đường link phía bên dưới video mô tả, thì tôi có để lại cái bộ video khóa học về kiếm tiền Clickbank hoàn toàn miễn phí cho bạn. Những ai mà họ chưa có điều kiện tài chính có thể bắt đầu được với khóa học này để bạn có thể kiếm được những cái đồng tiền đầu tiên, và bạn có thể kiếm được 1.000 đô la đầu tiên từ Clickbank như thế nào, thì tôi có thể hướng dẫn cho các bạn tất tần tật ở chỗ này, được chưa? Và nếu như bạn thấy video này thực sự có giá trị với bạn á, thì đừng quên bấm một nút like, hoặc là mình có thể chia sẻ nó cho những người bạn nào họ đang quan tâm về cách kiếm tiền trên mạng internet, và hãy đăng ký kênh YouTube của tôi Sơn PS để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Đừng quên bấm vào nút hình quả chuông nha các bạn. Thì khi mà các bạn bấm vào nút hình quả chuông thì tôi sẽ chủ động gửi cho bạn những video miễn phí mỗi ngày. Ok, và cảm ơn các bạn rất nhiều, và chúng ta sẽ còn hẹn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Bye bye.